Rồi bây giờ mình giới thiệu lớn lên nha, mời em trai. Lần đầu tiên cho em xin được chào anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan. Em tên Nguyễn Tuân, em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại bây giờ em đang kinh doanh tự do. Nhưng mà Tuân quê ở đâu? Dạ em quê miền Bắc Nam Định anh. Rồi mời bạn nữ nè. Xin chào tất cả mọi người có mặt tại phim trường ạ. Em tên là Huỳnh Thị Song Hương, năm nay 38 tuổi. Em đến từ thành phố Nha Trang ạ. Hiện đang làm việc tại Thủ Đức. Mình làm công việc gì ạ? Dạ em đang là nhân viên văn phòng ạ. Điểm mạnh điểm yếu của Tuân là gì? Thì được cái hòa đồng ạ, đỡ mọi người. Em thì hơi nhút nhát tại vì khi gặp người phụ nữ mà đúng ý của mình thì không dám nói gì. Cái tật xấu gì không? Nhiều khi cũng hay nói nhiều. Mời nhà gái. Điểm mạnh điểm yếu của mình. Điểm mạnh của em thì biết nấu ăn, biết làm hết việc nhà, biết chăm sóc giúp đỡ mọi người. Còn điểm yếu của em thì em ít nói và nhát, không tự tin trước mọi người ạ. Với một điều rất là đặc biệt nữa là không biết là bạn nam bên đó nghe xong không biết là có sợ không ạ. Em có cái tật là rất là giận ạ, rất là lâu ạ. Giận lâu á, giận dai á hả? Dạ, đúng rồi. Chỗ nào cũng không bỏ qua luôn hả? Dạ đúng ạ. Ví dụ như vậy, cụ thể thì chuyện gì giận dai, dai là dai thế nào? Dạ em có giận một cái bạn kia tới 5-6 tháng gì đó. Bạn nó thiêu năng để miếng xong rồi em cảm thấy là hả dạ em thề lỗi cho bạn đó ạ. Năng nỉ 5-6 tháng mới được luôn á. Dạ. Mà làm gì giận dữ vậy trời. Thường thì cái chuyện gì sẽ làm cho bạn giận lâu tới mức như vậy? Bạn đó với em thì chơi chung với nhau, làm chung công ty. Mà lúc đó thì em không có xe vợ thì em nhờ bạn đó chở. Thì bạn đó không có chở, nó là trái đường không có chở. Xong người khác á, người khác con trai á, thì có khi bạn đó chở thì bạn đó đồng ý. Nên là em không nói chuyện nữa và không chơi nữa à. Tự ái ha. Hơi tự ái. Nghe sợ không bạn trai? Dạ chắc em không sợ, tại vì sợ. Em như tầm tuổi này thì cảm giác cũng gọi là cũng có đôi lần thì cũng đã gặp gỡ và va chạm những giống như kiểu mình cứ tưởng tượng như kiểu trong công việc sẽ phải có thời gian và sẽ phải có chờ đợi. Rồi vậy là hay, coi như chịu đựng tốt á. Dạ. Rồi em trai đường tình duyên thế nào hả Tuân? Hồi còn ở ngoài quê thì có yêu một người. Lý do tại vì khi mà gặp gỡ rồi với qua công ăn việc làm nó không phù hợp anh. Tức là qua cái thời gian với lại công ăn việc làm, khi mà mình đi qua đi lại rồi thời gian nó không cảm thấy nó không phù hợp. Thì em xin rút luôn. Có mối tình đó thôi. Có về sau đây nữa thì có vào trong Sài Gòn thì giống như kiểu là mình cũng thích nhưng mà mình không dám thổ lộ. Như kiểu là yêu đơn phương vậy. Đơn phương. Một mối tình 2 năm và mối tình đơn phương. Dạ, cộng thêm thời gian mình cứ lo tập trung vào công việc để mình làm ăn thì mình cứ muốn phát triển sự nghiệp nên thành ra là mình cũng không có nghĩ đến cái tuổi. Bây giờ mình cũng đã lớn rồi, đến bây giờ quay lại thì thấy cảm thấy là cái tuổi nó rất là lớn. Và mình muốn xây dựng gia đình. Rồi, dạ. Mời nhà gái. Em đã trải qua 2 mối tình ạ. Mối tình thứ nhất là lúc đó khoảng tầm 20 tuổi ạ. Là do cũng hiểu lầm, hai người hiểu lầm. Nên là sau đó em đi làm việc xe, em vô thành phố em làm. Thì cũng không ai giải thích luôn. Nên là chia tay. Và mối tình thứ hai thì quen khoảng 2 năm ạ. Rồi người đó có người khác. Ông Mai quá, giờ ngó gì nhà tôi vậy? Tại nghe giọng nói dễ thương quá. Đang rung. Dạ không, em đang rung ạ. Rung đúng không? Dạ. Nghe nhà rung gái nói giọng dễ thương thành ra là qua nhìn nó mà xinh gái. Bây giờ muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Người đó thì cao khoảng 1m65 trở lên, nặng tầm 65 hay 70 gì đó, tại em cũng hơi mập quá. Xong rồi có công việc ổn định, biết chăm sóc gia đình và không gia trưởng, không có tính keo kiệt trong vấn đề tiền bạc ạ. Mình đáp ứng được nhu cầu bao nhiêu? Dạ em mát luôn này. Hả? Mát luôn, mát luôn. Rồi. Tự tin quá ha. Tự tin. Chào bạn. Dạ chào chị. Bên kia yêu cầu là cao 1m65. Có luôn, hơn luôn. Em hơn mình khiêm tốn tí anh, mình vừa đủ luôn. Vừa đủ 1m65. 65 mấy rồi, tôi đo rồi 65-2. Ta ngồi mà đo. Bây giờ em muốn bạn gái sao, nói cho bà mối nghe coi giống bên kia không? Em thì thích một bạn gái nhìn dễ chìm. Về tương lai thì sống về cho gia đình, biết nội ngoại đôi bên. Hai người nếu mà hợp nhau thì mình sẽ về có một góc độ kinh doanh, có bạn gái đấy năng động một chút xíu để cộng tác trong công việc. Được không? Nhà gái năng động được không? Nhà gái bên này hơi nhút nhát. Hơi nhát chút xíu. Hơi nhát ạ. Rồi một chút mình sẽ gặp nhau rồi mình bàn. Em trai đi với ai?
Dạ em đi với người thân, người em của em họ là em Tuyền. Rồi em họ. Dạ em xin chào anh Huyền Linh và chị Ngọc Lan. Em là người thân của anh Tuân. Anh của em khá là nhút nhát nhưng mà được cái rất là chân thành. Về công việc á thì em nghĩ là hai anh chị khá là hợp nhau á. Tại công việc của anh là kinh doanh, còn chị là làm văn phòng thì có thể là hỗ trợ lẫn nhau. Và một cái này em thấy có điểm chung giữa hai người là hai người đều biết nấu ăn. Anh Tuân cũng nấu ăn rất là ngon và em thấy chị cũng biết nấu ăn và nội trợ thì em nghĩ là sẽ bổ sung cho nhau. Hai anh chị cũng cho nhau một cơ hội để tìm hiểu nhau. Cảm ơn bạn. Cảm ơn gái. Mình đi với ai? Dạ, hôm nay em đến đây có một mình á. Có Ngọc Lan ở đây, Ngọc Lan sẽ hỗ trợ cho bạn. Rồi, mở rào thôi. Mở rào. Bắt đầu đi Tuân. Bó hoa tặng em, chúc em trẻ đẹp mà anh bó hoa. Em cũng có, hôm nay em tới chương trình cũng có bó hoa để tặng. Thì cái này em thấy cũng rất là thiết thực trong cuộc sống á, nên em cũng có bó hoa tặng anh. Và em cũng có chuẩn bị và khắc mấy câu thơ ở đây. Rồi anh cảm ơn em này. Dẫu trời, dẫu ngoài trời đang đổ nắng, anh có say nắng em không? Tin em còn thiếu vắng anh. Tim em còn thiếu vắng anh. Câu này chắc trên mạng hay gì đó hay không là... em tự nghĩ ra á. Tự nghĩ ra luôn dạ. À dạ em chuẩn bị món quà thứ 6 tuần trước à. Hay quá vậy ta. Dạ. Rồi món quà ý nghĩa, cô gái rất là chỉnh chu ha. Giao lưu về ca hát giúp cho nó thoải mái đi, em trai hát bài gì đó tặng em gái, có hai người đối diện mặt với nhau đi. Chưa dám hôn nhau, chưa lời thô lộ, mà sao hơi thở như là của nhau. Chưa nắm tay nhau, chưa ngồi sát lại, mà sao năm tháng giờ là của nhau. Anh nha. Anh thấy em sao? Em hỏi anh là anh thấy em sao? Có phải là mỗi người anh đang tìm kiếm không ạ? Nhìn em thì anh thì ấn tượng ngay ánh mắt đầu tiên, anh nhìn em thì rất là ok. Anh bây giờ anh cũng run, nó không biết nói gì. Nhưng mà quan điểm em nhìn như anh thì em đánh giá anh như thế nào? Em thấy anh được ạ. Nói chung thì anh thì là một người nói chung cũng sống nội tâm lắm. Nhiều khi thì nếu mà sống về có thời gian để anh em mình tìm hiểu sâu á thì anh sẽ sống nội tâm nhiều hơn. Còn như kiểu như bây giờ thời gian anh em mình mới biết nhau thì nói chuyện rồi này kia chắc em cũng chưa hiểu hết được cái tính cách và cái mình sống nó như thế nào á. Ví dụ như anh em mình mà đến được với nhau thì em xác định anh em mình cưới luôn hay là như thế nào? Nếu mà đến được với nhau thì cưới luôn ạ. À. Tại vì em cũng lớn tuổi rồi, em cũng không phải là còn nhỏ và phải tìm hiểu, hoặc là như mấy bạn trẻ giờ phải yêu đương 2-3 năm rồi mới cưới ạ. Rồi, con của anh thì anh thích là một mẫu người chung thủy, đảm đang, chăm lo cho gia đình. Mong muốn của anh thì em vẫn đáp ứng được ạ. À. Em cũng là người biết chăm sóc gia đình lắm và cũng có là hai bên nói chung là cũng có hiếu cha mẹ lắm vậy mà. Rồi hẹn hò sao đó? Như anh thì công việc anh tự do thì anh sắp xếp thời gian, anh gặp lúc nào thì cũng ok, không vấn đề. Chắc nếu mà được thì mình sẽ hẹn nhau vào cuối tuần này đi. Trời ơi, ở gần nhau thì gặp nhau mỗi ngày chứ sao gặp nhau cuối tuần. Giờ gấp lắm. Bên đây người ta đâu, người ta là làm gì gấp như vậy? Mà... trẻ măng luôn. Tức là nhưng mà cái tuổi của người ta là cũng tuổi không có con trẻ. Không, người ta nói là nhất cự ly nhì tốc độ, phải lẹ làng lên. Muốn gặp nhau mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày. Hẹn lần đầu là thì tôi chuẩn bị cho nó kỹ. Đúng rồi. Quà cáp rồi hẹn chỗ nào, tôi tính toán, tôi lên kế hoạch cho bất ngờ, lãng mạn. Phải có tuần thời gian chứ, hối quá nó cũng không được đâu. Không, ý mình là để đến cuối tuần để mình sắp xếp. Đúng rồi, như anh Quyền Định nói là đúng sắp xếp rồi, công việc cho nó ổn định cái đã. Đủ thứ cho buộc. Ta chuẩn bị sẽ tặng quà cho nó ý nghĩa. Làm gì làm phải nhanh gọn lẹ. Em gái rất là xinh đẹp, em đừng có tự ti gì hết. Đừng có nói là già cả, đừng có nói lớn tuổi gì hết á. Không có nói già cả. Không có kể gì hết trơn á. Em còn sớm lắm. Cô này buông ra nhiều người theo lắm á, theo thì, nói dài dài luôn thì á. Thì dĩ nhiên rồi. Ừ. Cho nên là phải lẹ lẹ, nhất cự ly nhì tốc độ chứ, người ta nhiều người đeo đuổi lắm, một tuần mới gặp lần là 6 ngày, còn lại trong tuần là người khác gặp đó. Mai vậy em mướn nhà gần chỗ luôn, ở đó luôn. Chắc vậy thì em phải xoay lại cái thời gian thì tối mai em hẹn gặp luôn. Đó. Vậy đi. Được chưa bói? Được. Rồi, thật ra khi gặp cô gái này em có cảm nhận gì không?
Em có rung. Rung rất nhiều. Rung rất nhiều luôn. Rung động nha, chứ không phải là rung cầm cập nha. Rung về là mệt lắm mà. Ở thiệt. Rồi, có rung động trái tim không? Dạ, có anh. Em thấy dạ. Em có thấy chàng trai em có thấy hợp với thấy suy nghĩ những cái tưởng tượng của mình về người yêu lý tưởng không? Dạ có. Cô gái chưa có biết yêu lần nào hết trơn á. Làm nắm hai tay ha. Có tình gì đó đâu, em gái đứng lên. Mà mai là mối nó phải tới luôn rồi nắm. Đó vậy mà kêu dùng tóc bất đạt. Cầm tay đúng không anh? Tay này cầm hai... tay xem nó có ấm không em? Đúng rồi đó. Dạ. Nắm chặt nha, nắm chặt nhìn 30 giây. Nhìn sâu thẳm vô trong mắt. 30 giây không liếc cái đâu hết. 30 giây bắt đầu. Nhìn đi cô thấy gì trong mắt không? Em thấy tóe lửa tình rồi. Thấy tóe lửa tình rồi. À dạ. Yeah. Nói gì đó. Thì trước lâu nay mình đã ấp ủ và mình mơ ước. Dễ thương. Hình chắc như... chỉ có vậy thôi, văn em chỉ có vậy thôi. Ừ vậy là hay rồi. Nhưng mà hình như gương mặt của cô gái bất biến luôn á. Không. Em sao em thấy sao em gái? Không thì cũng em... đúng những cái lời của em suy nghĩ mà bạn đã nói rồi ạ. À. Em nói lại luôn đi. Thôi em đi đang run mà. Không, chắc nhà trai muốn nhà gái nói mà. Em cũng cảm ơn chương trình hôm nay đã giúp đỡ cho em và bạn nam cũng như là người đó mà em cũng tìm kiếm bao lâu. Hay là chắc là thời điểm đã tới à, bạn cảm người đúng người ạ. À. Quan trọng là đúng người đó. Sau 3 tiếng đếm, mình sẽ quyết định. 1 2 3 Hết thời gian. Thôi. Quyết liệt. Chúc mừng em. Vâng là quyết liệt. Chúc mừng hai bạn. Bây giờ nắm tay nhau. Ừ, ta ôm luôn rồi. Đó. Bạn gái tình yêu còn non trẻ lắm. Ôm chặt vô thử coi. Không lẽ giờ ôm cũng dại. Ôm chưa để nguyên. Tôi chụp tấm hình coi. Được quá. Tại vì em là người đúng giờ. Chết màu. Chết rồi chưa gì hết trơn. Tầm hồi cuối năm 2022 thì sẽ cưới. Còn không thì anh cũng không chờ được. Anh nói thật. Anh có thể anh sang nước ngoài xong. Xin mời bạn nữ. Mời nhà trai. Mời đi em trai. Chúng ta giới thiệu về mình đi bạn nữ. Dạ, xin chào tất cả khán giả trong trường quay. Em tên là Phan Thị Thu Nga, đang sống ở Đắk Lắk mà làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của em là làm quản lý nhân viên bộ phận sale của một nhãn hàng thời trang Việt Nam ạ. Rồi, mời nhà trai. Em xin chào MC Quyền Linh, chị Ngọc Lan và cùng tất cả mọi người trong trường quay. Em tên là Thái Vũ. Em năm nay 32 tuổi, em sinh ra và lớn lên ở Hà Tĩnh. Dạ, em làm phiên dịch viên với kiêm quản lý sản xuất trong một công ty của tập đoàn Mỹ. Tiếng gì? Phiên dịch viên tiếng gì? Hàn Quốc. Hàn Quốc hả? Dạ. Cảm ơn Sabita. Anh nhớ sao vô. Bạn là sơ bạn gặp Sabita. Không hiểu. Không hiểu. Em rất vui được gặp anh. À. Dạ. Mình sẵn trớn, mình nói về ưu điểm với khuyết điểm của mình luôn đi bạn trai. Em thì ưu điểm là tự lập, nói chung là làm được tất cả các việc nhà với nấu ăn. Đi làm về thì hầu như là em không ăn ngoài. Điểm yếu của em thì em hay thất hẹn. Tối nay hẹn gặp bạn 8:20 nhưng mà có thể là 8:30-9:00 thì em mới đến. Là em đôi lúc hay lề mề á. Em không thích người trễ hẹn đâu, tại vì em là người đúng giờ đó. Chết màu. Chết rồi chưa gì hết trơn. Không sao em. Cái này là sửa được. Nha. Anh nha, anh CEO. Thật sự ra mình đi làm mà mình để trễ giờ nữa nó cũng không có tốt lắm đâu. Trong công việc thì em là nó khác lắm. Okay. Thế đâu là đấy, đi làm là phải đúng giờ. Còn những hẹn những cuộc chơi bạn bè này nọ thì hy vọng là hẹn với bạn gái thì sẽ không có như vậy. Dạ. Bây giờ mình nói về ưu điểm khuyết điểm của mình đi. Dạ, ưu điểm của em thì nói nhiều rồi, không biết là ưu điểm hay là nhược điểm. Biết nấu ăn. Còn nhược điểm của em thì mê ngủ. Mê coi K-pop ạ. Em thích xem mấy cái ca nhạc của Hàn Quốc ạ. Đúng bài. Mày mốt coi gì mà không hiểu, kêu bên đây dịch. Bên đây dịch. Đó. Với lại có một cái nhược điểm lớn nữa. Em không thích những người hay trễ hẹn. Thường thường trễ hẹn là cái sự chờ đợi của người ta nó khó chịu. Nhiều lúc là công việc theo tính chất công việc ấy, nhưng mà đừng có trễ hẹn quá. Nếu mà lý do chính đáng thì bình thường ạ. Ừ. Rồi, bây giờ thì bạn nam
Cho đàn gái biết mình có mấy mối tình rồi? Em trải qua 3 mối tình ạ. Mối dài nhất là 3 năm rưỡi. Còn mối ngắn nhất là 7 tháng. Nhưng mà mình có biết lý do tại sao mình chia tay cái mối tình mà 3 năm mấy không? Em bị khám sừng nữa. Hả? Em biết là người ta có người khác á. À. Nên em chủ động dừng lại luôn. Lúc đó em đang ở bên Hàn Quốc á. À. Thì chia tay cái là em bay về Việt Nam luôn. Vậy bạn này chung tình lắm nè, thật ra là muốn chia tay và muốn gọi là không muốn ở đó để nhận cái sự đau buồn đến thất tình luôn. Vậy là bạn này cũng yêu bạn đó lắm. Bao nhiêu lâu rồi bạn? 4 năm rồi. 4 năm rồi, vậy thì quên hết rồi đúng không? Dạ, em về Việt Nam tầm 2 năm đó cũng là... Nhưng mà chị Ngọc Lan nói em cái điều này nè. Mình thất tình, chia tay, buồn thì buồn. Có bị cấm bao nhiêu cái sừng đi chăng nữa, nhưng cái công việc của mình, cái sự nghiệp của mình á, thì mình cố gắng giữ. Chị không biết lúc đó, thời điểm đó là cái công việc của em bên Hàn Quốc nó có quan trọng hay không mà em bỏ ngang em về. Nói chung là, thì đối với chị là nó hơi tiếc á. Thời đó thì em đang đi làm, em nhìn công trình xây dựng á. Thì làm hết được luôn. Nhưng mà đến lúc em bị bắt về cái người khác thế vào người ta làm. Thời đó mình bị mất đi. Thì nói chung là mình có một cái hối hận nhưng mà thôi. Thật ra là có những bạn trong tình yêu bạn cũng quyết định cũng đúng. Ở đó cũng không làm được gì cả. Đôi khi á, Lan biết không, thất tình á là nó một cái đau khổ kinh khủng và lúc đó chúng ta không làm được gì cả. Thậm chí mình làm nó thất bại, bị người ta đuổi nó còn ghê hơn nữa. Nói chung là Lan vẫn muốn các bạn là sự đối nhất là đối với đàn ông, sự nghiệp là phải quan trọng. Ai cũng nói như vậy, nhưng mà thử thất tình một lần đi. Không, chúng ta cố gắng thôi. Vậy tức khó là mình lắm. Bị... Tình yêu mà. Tôi cũng nghiên cứu rất nhiều về cái chuyện thất tình đó. Tôi hiểu được cái sự thất tình. Đỉnh cao sự thất tình là tất cả đều là hư vô hết. Chỉ lúc đó chỉ nhớ đến một người đó thôi. Tôi lại thấy cái phần trách nhiệm với công việc cũng quan trọng lắm. Đó, có nghĩa là Lan chưa thất tình? Có! Chưa. Mối tình đầu của người ta đau khổ muốn chết luôn á. Chưa, như thế là chưa thất tình đâu. Thất tình nó phải dữ dội lắm. Thất tình nó phải đau khổ lắm Lan à. Người ta muốn rời xa điều đó để người ta quên đi hết tất cả mọi thứ. Tức quá. Không có tức đâu. Không, mọi người mỗi quan điểm đi. Vậy đi. Ừ. Mối tình mà buồn có 7 ngày chưa phải thất tình đâu. Trời ơi, người ta ý là người ta khóc 7 ngày liên tục. Trời thiệt á mọi người, tôi chia tay mối tình đầu tới 5 năm sau mới có thể dám yêu một người khác. Và tới cả 7 năm sau mới để dám mở lại Facebook của người đi. Đó hàng triệu người thất tình, người ta quên tất cả mọi thứ hết. Đó chỉ là mình hiểu lầm về sự thất tình thôi. Không, tôi nói là tôi thất tình nhưng mà là tại vì tôi là rất là bản lĩnh. Tôi với lại tôi rất là trách nhiệm với công việc cho nên tôi phải làm việc. Em nhưng mà thôi mai mốt mình nha, mình đàn ông. Ngày xưa em đang còn ít tuổi thì đang suy nghĩ nó nông cạn thôi. Giờ bây giờ em rút ra được kinh nghiệm rồi. Ừ. Bây giờ tôi qua tôi coi nhà gái sao nè. Xin mời. Trời ơi. Làm gì tranh cãi vô thất tình của nhà trai tôi dữ vậy? Nhà gái có thất tình là nào chưa? Nãy giờ tôi thấy mấy người tranh cãi thất tình của tôi á, chứ không phải của nhà trai. Nhà gái dễ thương ha. Bây giờ mong muốn tìm người bạn đời như thế nào? Dạ, thứ nhất là trưởng thành, có công việc ổn định, cá tính quyết đoán, quan trọng nhất là phải trung tình. Trung tình đó. Tao mới bỏ Hàn Quốc tao về Việt Nam đó. Đó, đỉnh cao của sự thất đỉnh tình. Đỉnh cao của sự thất tình nằm ở đó. Đỉnh sau cao của sự đau khổ nằm ở đó. Như thế mới gọi là thất tình. Dạ. Ngoài ra còn ngoại hình thì cao hơn em khoảng 1m7 ạ. Tại vì hiện tại em đang cao 1m6 rồi. Rồi. Mình có thất tình lần nào không? Dạ có chứ ạ. Có. Kiểu là không dằn vặt lắm đâu. Nói chung là suy nghĩ về tích cực nhiều hơn là tiêu cực. Tùy tính cách của mỗi người mà chúng ta có một cái cách thể hiện và cái cách đón nhận trong cái chuyện tình cảm nó khác nhau. Chứ không thể nào nói đây là chưa thất tình. Vậy đi. Để tôi về tôi xem coi nhà trai đáp ứng khoảng nhiêu. Nhà trai tôi đáp ứng khoảng 90% về cái yêu cầu của nhà gái rồi đó. Nhà trai thì mong muốn một cái mẫu hình lý tưởng của mình như thế nào? Em nói chung là mong muốn một người con gái là nói chung là trung tình, công việc thì cũng ổn định tí thì càng tốt, biết đối nhân xử thế. Ok, em gái đi với ai? Dạ em đi với đồng nghiệp của em. Em thấy hai bạn này hợp không? Em thấy hợp ạ. Hợp hả? Dạ. Em thấy bạn trai thì sao? Bạn trai thì cũng chín chắn trưởng thành. Ừ. Đúng cái mẫu người mà Nga kiểu lý tưởng ấy. Lý tưởng? Ừ. Em có thấy là chị Lan như vậy là có thất tình đúng không? Đúng chị. Đúng, có thất tình nhưng người ta mạnh mẽ thôi. Ok chị. Rồi. Em đi với ai? Dạ em đi với anh kết nghĩa của em. Chào anh Linh, chào chị Lan ạ. Về nhận xét bạn gái bên này thì bạn này cao dễ thương,
trắng. Nếu mà đã quản lý một bộ phận sau thì công việc cũng ổn định rồi. Thì cũng đồng nghiệp với bạn Thái đây, bạn cũng quản lý bên cái mặt sản xuất. À vậy ạ. Dạ. Sợ cái trở ngại duy nhất là cái địa lý, vị trí địa lý thôi. Nếu hai bạn mà thực lòng với nhau thì anh thấy cũng hợp ạ. Rồi, ok, cảm ơn em trai. Dạ. Rồi bây giờ mình mở rào xem. Mở rào. Nào, bây giờ là sân khấu của các bạn đó. Không gian của các bạn cứ thoải mái đi. Bắt đầu đi Vũ. Cô bỏ hoa tập. Xin cảm ơn. Anh cảm ơn. Em cảm nhận anh như thế nào? Thì em thấy anh cũng được, cũng chín chắn. Bên em đẹp trai không? Dạ cũng đẹp. Đẹp trai á, chị thấy đẹp trai á. Style dạ. Rất là Hàn Quốc. Dạ vâng. Anh thấy em nói dễ, giọng nói dễ thương, da trắng, mặt nhìn dễ thương. Em quan niệm về tình yêu như nào? Em quan niệm về tình yêu thứ nhất là phải trung thủy, thứ hai là phải tôn trọng, và thứ ba là phải có sự quyết đoán. Anh ở dưới thành phố mới Bình Dương. Anh ở Bình Dương. À. Chắc Bình Dương. Để đi xa như thế thì em nghĩ nếu mà hẹn hò thì như nào? Cái này tùy thuộc vào hoàn cảnh. Nếu mà mình có tình cảm thì em nghĩ khoảng cách nó không là vấn đề. Anh đi làm từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều thôi. Em thì làm từ 9 giờ sáng đến 6 giờ tối. Em nghĩ thời gian nó cũng tương là thích. Nếu có thời gian, nếu mà mình thấy được thì có thể là anh làm về 5 giờ chiều anh chạy lên cũng được. Quan điểm của anh thì nói chung cả hai cố gắng vì nhau mà sống, vun đắp nhau để tạo một cái gia đình cho hoàn thiện hơn. Cố gắng nhường nhịn nhau những lúc mà đang nóng giận á, thì cũng đừng có giận lên cứ tức cá bầm thớt để cứ nói tào lao. Ý anh nói là giận cá giận thớt đó hả? Đúng rồi. À không, cái này thì em nghĩ chắc em không có đâu. Nhưng mà quan điểm về hôn nhân của em thì dù gì anh, người chồng cũng là đàn ông ấy thì ít nhất cũng phải nhường phụ nữ. Em chưa biết chuyện đó đúng hay sai, nhưng mà ít nhất thì hai người cũng phải ngồi lại nói chuyện với nhau rõ ràng vấn đề ấy. Chứ đừng có bỏ đi nha, em ghét mà đang nói chuyện một cái xong cái bỏ đi ngang vậy đó. Anh cảm thấy là em nói là yêu cầu một người đàn ông cao 1m7 trở lên á. Anh chỉ có được 1m64 thôi. Thế dạ cái đó là... không sao. Cái đó nếu mà tình cảm nhiều thì nó sẽ bù lại. Em suy nghĩ nếu tương lai thì lúc nào mình hẹn hò với nhau, lúc nào kết hôn? Theo em là vạn sự tùy duyên, khi nào đủ tình thì nó sẽ tới. Anh đây anh xác định nếu mà quen nhau á thì tầm khoảng cuối năm 2022 thì sẽ cưới. Còn không thì anh cũng không chờ đợi, anh nói thật. Hoặc là anh có thể là anh cuối năm nay anh cũng cưới vợ á, anh có thể anh sang nước ngoài sống. Dạ vâng. Nhưng mà nếu mà lấy thì anh sẽ ở Việt Nam. Nếu mà em đã xác định được như vậy thì em có chuẩn bị gì về cái câu chuyện sau khi cưới không? Nói chung là em xác định nếu mà cưới thì em nói để mua nhà to thì em không biết là có đủ điều kiện hay không. Nhưng mà để kiếm cái nhà để đi vào đi ra đỡ phải ở phòng đó thì khả năng em có thể làm được. Tốt. Bởi vì quá trình tích lũy của bạn cũng có. Bạn này đầy đủ kinh nghiệm để có thể xây đắp một cái ngôi nhà. Bạn này đầy đủ bản lĩnh để có thể vun vén cho gia đình. Vũ bước tới nắm tay bạn gái đi ha. Mình trao nhau một cái cảm xúc đầu tiên. Em gái đứng lên đi. Em gái rất là nhanh luôn đó nha, xích ra đây. Chương trình này đến thì cũng giống mình có cái duyên rồi. Thì nếu mà em cảm nhận mà anh là một người mà em cùng hợp gu của em á thì bấm nút cho nhau cơ hội. Dạ. Không thì ok. Bạn em anh run quá trời luôn, anh cầm tay mà anh run em thấy anh cũng chín chắn, trưởng thành, nói chung là cũng gần giống như mẫu người của em. Thì mình cứ cho nhau cơ hội tìm hiểu đi ạ, nếu được thì mình sẽ tiến xa hơn. Cho ta cảm giác đây có thể là một nửa mảnh ghép của mình, đây có thể là một nửa cuộc đời của mình. Nếu thật sự chúng ta thấy được điều đó, chúng ta hãy bấm. Còn nếu chúng ta thấy cái điều đó xa vời quá, người này không hợp với mình, không có điều gì để bấm cả thì không nên bấm. Chúng ta chỉ bấm khi con tim mách bảo là bấm thôi. Và bấm phải có trách nhiệm với cái nút bấm đó các bạn nha. Chuẩn bị. 1 2 3
hết thời gian. Trả lời cho tôi biết lý do vì sao mà chần chừ hả anh chàng kia? Thì em bảo với bạn gái thì cứ cho nhau cơ hội á, bấm nút là nếu mình tìm hiểu nếu hợp thì lại tiến xa hơn, còn không thì... Thật ra tôi thích tính bạn gái nhất, rất là quyết liệt, rất là dễ thương luôn nha. Nếu mà chúng ta hợp ý nhau đó thì hãy cố gắng chăm sóc cái mối tình này. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau nào. Đấy, tuyệt vời đấy. Tôi thích cái vụ nắm tay này nè. Nắm thật chặt. Đến bây giờ vẫn còn run luôn á. Nắm tay em thật chặt, giữ tay em thật lâu. Cố gắng, cuối năm thông báo tin vui chúng tôi nha. Chúng tôi chờ đợi đấy. Và đây sẽ là món quà dành cho các bạn. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Các bạn sẽ nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity, một bộ sản phẩm tròn gói, nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bàn nhỏ của mọi nhà. Sản phẩm cốt hủ tiếu của công ty Quốc Việt Food được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có MSG và không dùng chất bảo quản. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một nồi cơm điện Toshiba RC 10NM FVN WT, chất lượng Nhật Bản, thiết kế hiện đại, trang bị màn hình LCD thân thiện cùng công nghệ nhiệt đa chiều 360 độ, mang đến cho gia đình bạn những bữa cơm thơm ngon. Công nghệ nhiệt 3D đồng đều, hai lớp phủ chống dính, chống trầy, đáy nồi nghiêng 60 độ độc đáo, chế độ nấu đa dạng, vệ sinh dễ dàng với nắp tháo rời. Chương trình dành tặng hai bạn một phần quà nhỏ là gói premium của ứng dụng hẹn hò Big Couple, một ứng dụng sắp ra mắt với những tính năng nâng niu tình yêu, giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau nhiều hơn. Rồi, cảm ơn các bạn. Như vậy là ngày hôm nay đã có hai cặp đôi bấm nút. Đúng rồi. Đúng không? Chúng ta thành công. Rất là vui. Mời các bạn xem bạn muốn hẹn hò trên ứng dụng truyền hình Netclub. Các bạn có thể tải ứng dụng không chỉ để xem bạn muốn hẹn hò và các bộ phim hấp dẫn, các chương trình thể thao mà còn cơ hội kết đôi hẹn hò trực tuyến tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Cảm ơn Toshiba Việt Nam đã tài trợ chính cho chương trình Toshiba đỉnh cao chất lượng Nhật Bản. Quý vị đừng quên khung giờ phát sóng của chúng tôi nhé. 17:50 trên kênh HTV7 vào thứ Bảy hàng tuần và 22:30 thứ Hai hàng tuần cũng trên kênh HTV7. Bây giờ thì Quyền Linh, Ngọc Lan xin phép được chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thời gian cho quyết liệt. Chúc mừng em. Vâng, là quyết liệt. Chúc mừng hai bạn. Bây giờ nắm tay nhau. Ta ôm luôn rồi. Đó. Mình tên Nguyễn Văn Tuân, năm nay mình 40 tuổi. Hiện tại mình đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là ngày đầu tiên thì mình cũng rất là hồi hộp. Mình cũng mong chờ một điều gì giống như mình đã kỳ vọng. Thực ra thì mình chờ thì lâu thì không phải là lâu, nhưng mà ý là mình chuẩn bị thì rất sớm. Tại vì nghe chương trình này từ lâu rồi, mình rất được mong muốn được tham gia. Mình mong muốn là một người nữ dễ nhìn, ngoại hình dễ nhìn. Quan điểm tình yêu của mình là trung thủy. Phong của anh thì anh thích là một mẫu người trung thủy, đảm đang, chăm lo cho gia đình. Xin chào tất cả mọi người có mặt tại phim trường. Em tên là Hồng Thị Song Hương, năm nay 38 tuổi, quê ở Khánh Hòa, đang làm việc và sinh sống tại Thủ Đức. Thì hôm nay đến ghi hình rất là vui, tại cũng lỡ hiện mấy lần rồi, không có đến được chương trình ạ. Cũng hồi hộp và lắng, không biết lát nữa lên rồi có nói được hay không, sợ run, sợ không có nói được suôn sẻ ạ. Hy vọng chương trình giúp đỡ cho mình một người ở Việt Nam thì không có tính dây trưởng, rồi có công việc ổn định, biết quan tâm, lo lắng cho gia đình ạ. Cao phải 1m65 trở lên, nặng tầm 65 hay 70 gì đó, tại em cũng hơi mập quá. Xong rồi có công việc ổn định, biết chăm sóc gia đình và không gia trưởng, không có tính kiêu kiệt trong vấn đề tiền bạc ạ. Chương trình đã giúp tôi với mình một người mà tôi cảm thấy là mình tìm đã lâu, giờ mình tìm đã hợp thì sẽ tiến tới hôn nhân ạ. Hôm nay mình tới chương trình mình có mang một cái bình nước nóng lạnh ạ, tại mình thấy cái đó là rất là cần thiết cho cuộc sống ạ, nên mình sẽ mang một quà là tặng cho bạn nam ạ. Em cũng có, hôm nay em tới chương trình cũng có món quà tặng. Thì cái này em thấy cũng rất là thiết thực trong cuộc sống á, nên em cũng có món quà tặng anh. Và em cũng có chuẩn bị và khắc mấy câu thơ ở đây. Rồi anh con em này. Dẫu trời, dẫu ngoài trời đang đổ nắng, anh có say nắng, em không.
tin em còn thiếu vắng anh. Cũng hy vọng bạn Nam sẽ cũng hôm nay tới chương trình cũng tìm đúng cho mình đúng tiêu chí của bạn đó. Mình mong cũng cho cả hai cơ hội bấm về tìm hiểu. Chương trình mới đầu thì cảm thấy hồi hộp, nhưng mà khi kết thúc chương trình cảm thấy rất là vui. Chương trình đã tạo điều kiện để cho mình và bạn mình gặp nhau. Sắp tới thì mình sẽ dự định mà có một thời gian để anh em tìm hiểu thêm một chút. Rồi nếu mà tốt đẹp hơn nữa thì mình sẽ tiến tới hôn nhân. Nhìn em thì anh thì ấn tượng ngay ánh mắt đầu tiên, anh nhìn em thì rất là ok. Từ trước lâu nay mình đã ấp ủ và mình mơ ước. Mới đầu cũng là lo sợ, không biết là chương trình đã ghép đôi với bạn Nam như thế nào ạ. Lúc mà mở rào thì thấy bạn Nam thì cũng là nằm trong tiêu chí của em chọn ạ. Là có thể là lúc trước em cũng có trải qua 2-3 mối tình rồi, nhưng mà chưa có gặp người đúng á, chưa gặp người đúng của mình, nên là cũng chưa có đúng thời điểm lắm. Nên là chắc có thể là hôm nay là cũng đúng thời điểm mà. Tiêu chí của em chọn người á, bạn đời thì cũng không có cần đẹp trai, nên là ngoại hình ưa nhìn là được. Khi mà nhìn thấy bạn đó thì em thấy là người đó là cũng được ạ, ok ạ. Mong muốn của anh á, thì em vẫn đáp ứng được ạ. Em cũng là người biết chăm sóc gia đình lắm, và cũng có là hai bên nói chung là cũng có hiếu cha mẹ lắm. Và mình cũng gửi tới mấy bạn mà chưa tham gia chương trình á, thì hãy mạnh dạn đăng ký chương trình bạn hiện hò, biết đâu là một nửa của bạn đang ở chương trình mà bạn chưa gặp ạ. Hết thời gian. Nắm tay em thật chặt, giữ tay em thật lâu. Tôi tên là Thái Vũ, tôi sinh ra và lớn lên ở Hương Sơn, Hà Tĩnh. Hiện tại tôi đang làm phiên dịch viên kiêm quản lý sản xuất ở tại Bến Cát, Bình Dương. Tôi rất chi là yêu thích chương trình này và tôi hay theo dõi. Với lại thứ hai nữa là tôi đến bây giờ là cũng đến tuổi là lập gia đình rồi, nên tôi muốn đăng ký đây để tìm được một người con gái nào cảm thấy phù hợp với tôi để nên duyên vợ chồng. Công việc thì ổn định tí thì cũng được. Với lại nhân cách tử tế, tính cách biết đối nhân xử thế. Ngoài hình thì nói cao tầm khoảng 1m56 trở lên là được. Điểm tôi gặp con gái lần đầu tiên có cảm xúc là nụ cười tươi, ăn nói thì nhẹ nhàng. Em nói chung là mong muốn một người con gái là nói chung là trung tình, công việc thì cũng ổn định tí thì càng tốt, biết đối nhân xử thế. Tôi có một đôi lời ngắn nhủ là hôm nay mình đã đến đây thì nói chung là có cái cơ duyên để gặp nhau á, thì may rằng mà duyên số sắp xếp cho cả hai cho mình một cơ hội á, để cùng nhau tìm hiểu rồi đến với nhau. Chương trình này đến thì cũng giống như mà mình có cái duyên rồi. Thì nếu mà em cảm nhận mà anh là một người mà em cùng hợp gu của em á, thì bấm nút cho nhau cơ hội. Dạ. Không thì ok. Em tên là Nga. Em sống ở Đắk Lắk, hiện tại đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của em là kinh doanh online. Em đang làm quản lý bên bộ phận sale cho một công ty thời trang Việt. Hôm nay em tới tham gia chương trình này là thông qua nhờ bạn em giới thiệu tới, nên là em mới biết tới chương trình để đăng ký tham gia ấy ạ. Cảm xúc hôm nay khi đến ta tham gia chương trình thì thứ nhất là rất là hồi hộp, thứ hai thì hơi tò mò không biết bạn nam của mình có được như theo tiêu chuẩn của mình không ấy. Tại vì thường thường ai tới thì cũng muốn được kết quả tốt mang về, nên là rất là mong chờ cái kết quả tốt. Cái thời gian chờ chương trình phỏng vấn thì chắc là do tình hình dịch bệnh nên là cái việc quay nó cũng bị sắp xếp kéo dài, nhưng mà không có sao. Nếu mà kết quả tốt thì cái thời gian chờ đợi đó là đáng á, nó không có sao hết đó chị. Em hy vọng chương trình ghép đôi cho em với một bạn nam á, theo cái tiêu chuẩn của em đăng ký á, sẵn thì bạn ít nhất là phải cao hơn em. Tại vì em hiện tại đang cao 1m6, thì em muốn một cái bạn nam đó là cao khoảng tầm 1m7 trở lên. Dạ, thứ nhất là trưởng thành, có công việc ổn định, cá tính quyết đoán, quan trọng nhất là phải trung tình, cao hơn em khoảng 1m7 ạ, khoảng 1m7 ạ, tại vì hiện tại em đang cao 1m6 rồi. Rồi kinh doanh, em muốn bạn đó làm về lĩnh vực kinh doanh giống như em á,
Tại vì hai vợ chồng nếu mà chưa tới là hôn nhân nha, nếu mà quen nhau á, thì nó dễ trao đổi về vấn đề công việc hơn. Một số quan niệm tình yêu với em ban đầu tiên á, thứ nhất là phải có sự quyết đoán, thứ hai là phải trung thủy, thứ ba là phải tôn trọng lẫn nhau ấy ạ. Ok, mình là Đăng, là bạn đồng nghiệp với Nga. Nga là một người rất là tốt, rất là tốt tính và rất là hòa đồng với mọi người. Nga thì chắc là một người đàn ông chín chắn trưởng thành, thì chắc sẽ phù hợp. Gửi lời bạn nam thì hy vọng là hai bạn có thể cho nhau cơ hội để có thể tìm hiểu sâu hơn. Lúc đầu thì hơi hồi hộp, khi mà gặp bạn nam rồi thì không có run nữa, tại vì cũng gần giống như cái người mình yêu cầu ở chương trình ấy ạ. Mình thấy anh cũng chín chắn, trưởng thành, nói chung là cũng gần giống như mẫu người của em. Thì mình cứ cho nhau cơ hội tìm hiểu đi ạ, nếu được thì mình sẽ tiến xa hơn. Người ta thường nói là đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, thì em cứ nhìn vào đôi mắt thôi. Em thấy đây là một chương trình rất là thú vị, mọi người nên là đăng ký tham gia, biết đâu mình sẽ tìm được cái một nửa kia của mình ý ạ. Thì gia đình thì anh cũng nói là hai người tìm hiểu nhau và để hiểu tính cách hơn. Nếu là cảm thấy tình yêu đủ lớn thì đi đến hôn nhân thôi. Anh thấy em nói dễ, giọng nói dễ thương, da trắng, mặt nhìn dễ thương. Quan điểm của anh thì nói chung cả hai cố gắng vì nhau mà sống, vun đắp nhau để tạo một cái gia đình cho hoàn thiện hơn. Qua chương trình tôi đã tham gia đây thì tôi cũng cảm thấy chương trình rất là hay, và cũng muốn là nếu những người nào chưa có người yêu đang độc thân á thì hãy đến với chương trình.